Xin chào các bạn, lại là mình Chất đây. Hôm nay, mình sẽ ghi lại một vài trận đấu của em Gazelot bá chủ hay còn gọi là em Boss Độc nhé. Lý do gọi em này là Boss Độc vì vào những ngày đầu của game thì em này chính là Boss Thế Giới, chứ không phải em quái vật lòng đất như bây giờ. Và các bạn biết rồi đó, hiện tại chỉ cần kim cương. Các bạn có thể sở hữu em này nhanh chóng khi mua mảnh ở shop thường với giá 100 kim cương cho một mảnh Gazelot. Bây giờ mình sẽ giao lưu với một vài bạn có lực chiến thấp thấp trước nhé. Đầu tiên là trận đấu với bạn có 19 triệu 6 lực chiến này, các bạn hãy xem. Em Gazelot với 11 triệu lực chiến đánh đấm như thế nào nhé. Gặp team yêu với chủ lực là em DNC thì điểm yếu đầu tiên của em này hiện lên. Đó là em này không thể tích điểm acid cho em DNC được. Đồng thời, điểm acid của em này cũng không tích được với những em pet hệ thép nhé các bạn. Điều này rất quan trọng vì skill chấn pet của em này là chiêu kích sát khi tích đủ 3 điểm acid. Và những skill còn lại gần như không có khả năng gây nhiều sát thương cho pet đối thủ. Nhưng trong trận này, với em pet viện trợ là Tyratina và độ chênh lực chiến, mình nghĩ có thể quằn quại được. Trong trận này, khi team yêu đối thủ có đầy đủ trên trận và được hành động còn tạo ra một lớp thiên phản hiệu ứng như chiêu bắp của em vịt bầu. Các bạn có thể thấy, em Gazelot của mình bị phản đủ 5 tầng độc vào thân nên máu tụt rất ác, cộng với tấn công của các em pet hệ yêu đội bạn nữa. Nếu không tranh quá nhiều lực chiến như thế này thì mình thua SML từ lâu rồi. Quá trình còn lại không làm nổi bật được skill chấn pet của em Gazelot nên mình sẽ cho tốc độ x2 để tiến tới trận tiếp theo nhé. Các bạn theo dõi, dù chênh lực chiến ác như vậy nhưng em Gazelot của mình cũng suýt bị hẹo mấy lần, may là mình mang trị liệu xóa độc phản lại từ em DNC mới sống được. Chứ mang mấy cái tăng thủ đi thì có mà nằm đo đất từ lâu rồi. Và đặc biệt là tầng giáp ảo đến từ chiêu nộ của em Gazelot nữa, nó cũng giúp em ấy gánh rất nhiều đam. Đánh một hồi, mình cũng sắp tích đủ 3 lần viện trợ Tyratina rồi, cơ mà không biết có gây nổi sát thương đủ để hạ em DNC không? Bây giờ, mình sẽ chọi viện trợ để hạ em Tapu Fini này trước. Sau đó tích lại lượt viện trợ để chọi em DNC sau. Nhìn em Gazelot đánh đủ loại skill vào em DNC, trong khi em DNC này thua một nửa chỉ số các loại, vậy mà gần như không vượt qua lớp giáp ảo của em DNC ấy, nghĩ mà nó chán. Chọi hết 3 lần viện trợ rồi, còn từng kia máu thì làm sao đây? Rất đơn giản là canh dùng chiêu Z hệ ác thôi. Vì chiêu Z hệ ác sẽ tạo sát thương dựa trên 20% máu tối đa của bản thân. Cho những đối thủ không có dấu acid và em DNC này đạt đủ yêu cầu đó. Nếu mà chiêu Z hệ ác không xong thì mình sẽ thua. Rất may là điều đó đã không xảy ra. Sau bao vất vả, em Gazelot đã thắng được trận đầu tiên này. Bây giờ, mình sẽ đấu với đối thủ quen thuộc ở những video trước, đó là bạn Tây Ninh nhé. Hãy cùng xem liệu em Gazelot sẽ giống các em pet có trong danh sách phế không? Đánh em này rất đơn giản, mình chỉ cần tích đủ 3 điểm acid cho đối thủ là xong. Nhất là những team không có bắp phản này thì điều đó rất dễ dàng thôi. Và khi lên được dạng bá chủ, em này sẽ có khả năng kết liễu hai kẻ địch trong hai turn liên tiếp, điều mà mình sẽ làm ngay sau đây. Đặc biệt trong trận này, mình càng có lợi thế khi ao trình chỉ số so với đối thủ nữa, bây giờ chỉ phụ thuộc vào khả năng phòng thủ của em Gazelot thôi. Trong lúc làm nhảm, xíu nữa bị hẹo vì em Masado, em ý đấm thấm thế. Nhưng mà trụ được qua turn này thì mình dễ có khả năng thắng hơn rồi. Và đây là lúc khai từ em Masado, không gì có thể cứu em nó vào lúc này cả.
He he he, ngay sau chân em Masado sẽ là em quái vật lòng đất tiếp bước bị loại khỏi trận đấu. Đây chính là khả năng cực kỳ nguy hiểm của em Gazelot khi lên đến dạng bá chủ. Còn lại em họ Âu cô đơn thì dễ nói chuyện rồi. Với 5 tầng acid không thể bị xóa, chỉ số thì thua cả rổ, cộng thêm viện trợ Tyratina nữa, làm gì còn cơ hội nào cho team đội bạn nữa. Bây giờ, mình cũng dừng video ở đây. Rất mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nếu có thêm like thì càng tốt nhé. Hóng đăng ký của các bạn lắm ý, để mình sớm đạt mốc 500 thành viên. Từ đó có thể viết văn tả cảnh trên kênh YouTube của mình rồi, he he he. Các bạn đăng ký ủng hộ mình đi nhé. Và các bạn có đề nghị gì thì cứ bình luận ở dưới video, mình sẽ cố gắng để hưởng ứng lời đề nghị đó. Xin chào và hẹn gặp lại vào video ngày mai. Cuối video, mình show tất cả những gì mà em Gazelot đã có trong video này đó. Để các bạn tham khảo, nhưng mình khuyên các bạn không nên sử dụng em này trong team đâu. He he he.